Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hãy ăn mừng ngay khi bạn thuộc top con giáp may mắn 3 tháng đầu năm 2020 này. Để trở thành con giáp may mắn trong 3 tháng đầu năm, bạn không chỉ dựa vào cơ hội đang tới mà chính bạn cũng phải nỗ lực không ngừng, chịu vất vả hơn người khác một chút cũng là điều dễ hiểu. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt điểm danh top con giáp may mắn đầu năm 2020 ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tuổi Thìn. Xem tử vi 2020, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thìn có dấu hiệu tăng tiến trong những ngày đầu năm mới, dù bạn đang làm ăn kinh doanh hay là dân công sở. Nhớ tận dụng tốt vận may đang có để thể hiện năng lực cũng như vị trí của mình ở nơi làm việc. Đừng quên việc không ngừng trau dồi thêm những kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, nền tảng thật tốt và từ đó áp dụng vào thực tế và hoàn cảnh cụ thể của mình để tạo nên những sản phẩm độc đáo có tính sáng tạo cao. Việc này sẽ gây ấn tượng với cấp trên và hứa hẹn việc sẽ giúp bạn nâng cao thu nhập trong một thời gian ngắn. Đặc biệt là với những người tự thân lập nghiệp, công việc của bạn đang được dự báo tiến triển tốt và sẽ không cần phải căng thẳng vì tiền trong 3 tháng đầu năm mới này nữa. Không những thế, những mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ là yếu tố giúp cho người tuổi Thìn mở rộng được việc làm ăn, sự nghiệp, nhờ thế mà phát triển thăng tiến không ngừng. Tuổi Dần. Những tháng đầu năm mới 2020 này, con giáp tuổi Dần sẽ đón tin vui về tài lộc, dù trước đó bạn có phần nào bị mất niềm tin về vấn đề tiền bạc. Chủ động trong công việc, năng động, nhiệt tình là những tính cách tốt cần tiếp tục được phát huy, vừa có thể phát triển bản thân lại có được những niềm tin của những người xung quanh. Công danh nhờ đó mà có nhiều điểm sáng mà bạn cần tập trung, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp và cấp trên, có được những cố gắng trong suốt 3 tháng này sẽ là được đền đáp xứng đáng. Là một trong những con giáp may mắn 3 tháng đầu năm 2020 nên nhờ những yếu tố thuận lợi và những khoản tiền ngoài mong đợi xuất hiện khiến cho bạn tự tin hơn nhiều. Điều quan trọng cần phải nhớ là hãy chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt, đảm bảo những cơ hội đưa tới không vượt qua tay mình. Có như thế, khi năm mới Canh Tí, con giáp tuổi Dần sẽ tha hồ dùng dình tiền bạc. Tuổi Mùi. Thời điểm đầu năm, ai cũng chỉ muốn có được thêm thời gian để ở bên gia đình. Nhưng nếu vì lý do công việc, con giáp tuổi Mùi phải đi xa nhà thì hãy nhận lời, đừng tỏ ra khó chịu vì bạn không biết rằng cơ hội tuyệt vời nào đang chờ đón mình ở phía trước đâu. Cứ chịu khó vất vả hơn người khác một chút, đón nhận mọi việc đến với mình bằng thái độ bình tĩnh, an yên thì người tuổi Mùi nhất định sẽ có đường tài vận rộng mở, lộc lá rủng rỉnh. Nhớ tận dụng cơ hội khi bản thân thuộc top con giáp may mắn 3 tháng đầu năm 2020 này. Nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng. Bản mệnh sẽ sớm thu được thành công. Tuổi Tỵ. Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên dù mọi người đang trong tâm lý nghỉ ngơi thời điểm đầu năm, nhưng con giáp tuổi Tỵ có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính nhằm có được một nguồn thu nhập tốt hơn, chuẩn bị cho một năm mới rực rỡ. Vào những tháng đầu năm 2020 này, người tuổi Tỵ liên tiếp nhận được chuyện vui. Những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp cũng được chuyển biến thành thành tích được cấp trên ghi nhận. Với những người làm ăn kinh doanh thì đây là thời điểm các bạn có thêm nhiều khách hàng mới, việc hợp tác diễn ra được suôn sẻ, thuận lợi. Lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này là hãy nắm bắt thật tốt cơ hội đến với mình, tìm kiếm những hình thức kiếm tiền phù hợp nhất với bản thân, chớ nên tham lam hay quá tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.